Trước trận đấu với Nhật Bản thì cả đội đang có tinh thần rất tốt. Huấn luyện viên đã cho đội nghỉ ngơi thoải mái, đấy là điều quan trọng nhất để chuẩn bị vào trận đấu này. Thật sự thì với em thì cũng không có gì, thầy cũng không nói gì nhiều, với tất cả đồng đội cũng không nói gì nhiều, thầy chỉ dặn dò cái đơn giản nhất là phải tự tin vào chính bản thân mình thôi. Em có suy nghĩ gì về cái phát biểu của huấn luyện viên Hajime rằng là tuyển Nhật Bản sẽ chơi tấn công ồ ạt ở trận đấu gặp Việt Nam? Em nghĩ là chắc chắn là đội tuyển Nhật Bản sẽ chơi tấn công và em nghĩ rằng đội mình chắc chắn là sẽ chơi phòng ngự mạnh hơn. Có rất nhiều cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bạn nghĩ như thế nào và có cho rằng đó là cái động lực để giúp cho đội thi đấu tốt? Vâng, chắc chắn rồi. Em nghĩ là cổ động viên là chính là niềm động lực tinh thần lớn nhất dành cho đội tuyển hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.